Ngày 10 tháng 8, tức là rằm tháng 7 âm lịch, tại chùa Trúc Lâm Khắc Cốt đã diễn ra đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đây là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Năm nay thì lễ Vu Lan được cộng đồng tổ chức trang trọng và ấm cúng. Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay đến với người Việt Nam ở Ukraine giữa những bộn bề khó khăn và nhiều mối lo toan đến từ cuộc chiến ở miền Đông. Vì điều kiện đi lại, các chư tăng Phật tử và bà con người Việt đến với chùa Trúc Lâm Khắc Cốt cũng không đông như nhiều năm trước. Một số nghi lễ cũng được làm đơn giản hơn. Nhưng không vì vậy mà buổi lễ này kém đi phần trang trọng, đặc biệt là những tấm lòng thành kính, nguyện cầu tri ân tổ tiên. Vu Lan đã trở thành cái lễ của dân tộc là vì nó đi gần với tinh thần của dân tộc, tinh thần báo hiếu. Cái giây phút ấy để cho những mọi người ở đây hướng về cái bậc cha mẹ sinh thành cũng như quê cha đất tổ mình. Cái quan trọng hơn nữa đấy là thầy muốn truyền tải tới cho những cái bậc thế hệ sau để biết được cái truyền thống của ông cha ta. Trong ngày Vu Lan, chư tăng và Phật tử chùa Trúc Lâm Khắc Cốt đã tổ chức lễ cầu an cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine và cầu siêu cho những người đã nằm xuống ở cả hai đất nước. Không chỉ mang ý nghĩa báo hiếu, báo ân, lễ Vu Lan còn mang thông điệp của tình đoàn kết giữa những con người, giữa nhiều thế hệ. Ở đây thì bây giờ tình hình chính trị này nó không được ổn định và nó rất là khó khăn, nhưng mà bọn chị cũng không quên được những cái ngày lễ lớn hướng về ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Cái ngày lễ như thế này là bọn em rất là thường xuyên đi chùa. Như chúng em đây là đi ra chùa giúp chùa từ 9 giờ sáng. Nên là cũng một phần là cũng để nhớ đời gia đình, được cái hương đất nước chị ạ. Lễ Vu Lan ở nước ngoài vẫn là nét đẹp văn hóa hiếu hạnh, trọng ân trong mỗi con người Việt Nam. Mùa Vu Lan rưng rưng trên ngực áo mỗi người con xa quê là những nỗi buồn hoa trắng hay niềm day dứt hoa đỏ mà chưa trả hết ơn sinh thành của cha mẹ. Nhớ về gia đình, nhớ về quê hương và cùng cầu mong một cuộc sống yên ổn, hòa bình là tâm nguyện chung của những người con Việt Nam ở Ukraine lúc này. Trong bối cảnh hôm nay ở đất nước Ukraine, con đường đến với chùa Trúc Lâm Khắc Cốt cũng trở nên khó khăn hơn đối với nhiều người Việt. Tuy nhiên thì dù ở bất kỳ đâu, tất cả mọi người cũng đều cầu mong sự bình an đến với đại gia đình hai đất nước, cùng tin tưởng vào sự đoàn kết để xây dựng một cộng đồng vững mạnh và hướng về tổ quốc quê hương. Nhật Linh, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ Khắc Cốt, Ukraine.